Vâng, kính thưa quý cô bác, anh chị, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 2 tháng đầu năm 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, biết được thiên cơ, bất ngờ trúng lớn, sắm nhà lầu, tậu xe sang, gánh tiền nặng vai, cực giàu có. Nhâm Dần vận số cuộc đời, thông minh tài trí danh công hơn người, dáng dấp thanh lịch vui cười, nói năng biện bạch khó 10 cũng xong, duyên tình sự nghiệp lòng vòng, việc làm thay đổi có mong sang giàu, tinh thần có lắm niềm đau, bạc tiền không thiếu nhưng sau mới bền, chung thời gia nghiệp đều nên. Có con học giỏi phước đền hậu lai, Giáp Thìn xấu tốt cả hai, lộc tài không thiếu nạn tai phải phòng. Kính thưa quý vị cô bác thân mến, con người khi đã bước qua tuổi 63 là như đã đi hết một chặng đường cống hiến trong cuộc đời, giờ là lúc an nhàn, sống vui vẻ hạnh phúc bên con cháu, nhưng đời đâu có vẹn ý bao giờ, người tuổi 63 được về hưu hưởng phúc, nhưng đâu đấy vẫn còn những người ông người bà tần tảo quang gánh nuôi con nuôi cháu, chăm lo cho mái ấm gia đình, con đầy rẫy những gian truân vất vả, nợ nần còn đó, nghèo đói còn đó, sao dám ngơi tay. Sức khỏe nay đã như cây vàng lá, chỉ mong sao ông trời thương tình cho sức mạnh tiên cường để vượt qua tất cả, bằng sức lực, bằng kinh nghiệm sống mấy mươi năm, mà vực dậy gia đình, dìu dắt con cháu đến bến đỗ mới, ở nơi đó mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn, sung túc và giàu có hơn chứ không vất vả như mình nữa. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ đến quý vị và cô bác vận trình tử vi chi tiết dành riêng cho bổn mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, để bản mệnh trải qua 2 tháng đầu năm 2024, thuận lợi và thành công hơn, may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng đều tránh xa, từ đây đổi vận đổi đời, giàu sang sung sướng, tiền vàng ngập két, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Nhâm Dần trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Nhâm Dần. Chúng ta đã biết, khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác, có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, hay còn gọi là Quá Lâm Chi Hổ, Hổ Qua Rừng, Dương mạng, tuổi âm 63 tuổi, sinh từ ngày mùng 5 tháng 2 năm 1962 đến ngày 24 tháng 1 năm 1963, ngũ hành bản mệnh, kim bạch kim, tướng xương, xương con cọp, tướng tinh con ngựa, Nhâm Dần, nạp âm hành kim, do can nhâm thủy ghép với chi dần dương mộc, ta có thủy sinh đập mộc, can sinh chi, thuộc lứa tuổi có nhiều khả năng, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại ở tiền vận, vì nạp âm khắc chi nên trung vận gặp nhiều vấn đề khó khăn, không đắc ý, song hậu vận được an nhàn và thanh thản hơn, nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm, nếu ngày sinh mang hàng can, giáp, ất, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng thêm phúc lớn của dòng họ. Nhâm Dần có đầy đủ hai tính chất của can nhâm là bản chất linh hoạt, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao, chi dần thuộc thích phiêu lưu, mạo hiểm, thích chỉ huy, có tài lãnh đạo, cuộc sống phong phú, tình cảm dồi dào, đôi khi thích khác người và có nhiều tham vọng, nên dù ở vị trí tương đối cao cũng không bao giờ vừa lòng, sinh vào mùa thu hay các tuần lễ giao mùa thì thuận mùa sinh. Nếu mệnh thân đóng tại Dần, Mão, thuở thiếu thời lận đận, hậu vận trở nên giàu có. Nếu mệnh thân đóng tại các cung khác với nhiều chính tinh và trung tinh đắc cách hợp mệnh, xa lánh hung sát tinh, hình tướng có tam đỉnh cân xứng, ngũ quan đầy đặn,
không khuyết hãm, da rẻ tươi nhuận, bàn tay có ba chỉ sinh đạo, chí đạo, tâm đạo, tạo thành chữ M ngay ngắn không đứt quãng, lại có thêm hai chỉ may mắn và danh vọng, thì cũng là mẫu người thành công có danh vọng và địa vị trong xã hội ở mọi ngành nghề. Bàn về cuộc đời của Nhâm Dần 1962, có vài câu ca thế này. Chữ Nhâm biến số thành vương, thân thì thọ số mang đường vinh quang, nhiều lần cách trở ra phan, xứ xa lập nghiệp thọ an tuổi già, số này tổ nghiệp cho mày. Thân ly đất khách có ngày vinh hoa, trai thì vợ đôi vợ ba, gái ôi lận đận đời hoa bao lần, khá nên tích đức tu thân, về sau sẽ hưởng tấm thân an nhàn. Xem tử vi chọn đời thấy rằng, nam giới Nhâm Dần vào thời kỳ trung vận và hậu vận mới gặp được nhiều điều tốt đẹp. Cuộc sống có nhiều hạnh phúc và sung túc đầy đủ, vào thời kỳ tiền vận thì gặp nhiều sầu đau và có nhiều tủi nhục trong cuộc đời. Về phần công danh của nam giới tuổi Nhâm Dần không có được nhiều may mắn lắm, đường công danh lên bổng xuống trầm, phần gia đạo thì có được nhiều sự sung túc và gây được nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc đời. Về phần tiền bạc vào thời kỳ hậu vận mới có phần sung túc và tốt đẹp, sự nghiệp sẽ hoàn thành vào năm tuổi 34 trở đi. Những nữ mạng tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời kỳ tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời. Thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp, công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Vận trình người tuổi Nhâm Dần trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về địa chi, người tuổi Dần gặp năm Giáp Thìn, chi Thìn là thể hiện về mối quan hệ bình hòa, theo tử vi Nhâm Dần năm 2024. Công việc cơ bản duy trì như cũ, không có sự thay đổi và cũng không gặp được nhiều may mắn. Xét về mối quan hệ ngũ hành của địa chi tuổi hành mộc gặp địa chi năm hành thổ là chủ về quan hệ tương khắc. Vì mộc khắc với thổ, cho nên trong năm công việc chủ mệnh không nên tiến hành thay đổi, bởi nếu có thay đổi cũng không được như ý. Xét về thiên can tuổi Nhâm thuộc ngũ hành thủy, gặp thiên can năm Giáp thuộc ngũ hành mộc là thể hiện sự bình hòa. Trong năm Giáp Thìn công việc làm ăn có sự liên kết với người khác, nhưng chủ mệnh cẩn trọng có thể gặp chuyện không thuận lợi như ý muốn. Xét tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2024 cho thấy mọi sự đầu tư làm ăn cần có sự suy tính kỹ lưỡng. Ngoài ra lưu tâm tới tình cảm của anh em trong nhà, cũng như sức khỏe của bản thân trong năm Giáp Thìn có nhiều chuyển biến không tốt. Xét về mối quan hệ ngũ hành, theo tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 trong năm 2024, người sinh năm này có ngũ hành bản mệnh là Kim, gặp năm 2024 có ngũ hành Hỏa, thể hiện quan hệ về khắc nhập, xấu. Đây là năm người mệnh Kim sức khỏe không tốt, chủ về bệnh tật hoặc đau ốm. Đồng thời công việc trong năm có những khó khăn và đưa tới nhiều trở ngại, đầu tư kinh doanh cũng không được lợi, tiền bạc bỏ ra không thu về được như kỳ vọng. Xét theo vận niên, theo tử vi tuổi Dần 2024, bước sang năm con rồng, đương số gặp vận niên, chư phùng hỏa, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa, heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì Nhâm Dần cũng phải thận trọng. Mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại vào thân. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp, nếu năm vừa rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi vã, thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa, không khí gia đình tươi vui, được con cháu kính trọng. Xét vận hạn năm 2024, tuổi Nhâm Dần. Tam tai 2024, tuổi Nhâm Dần không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Nhâm Dần không phạm Kim Lâu, có thể đứng tên đứng tuổi tiến hành việc lớn như xây nhà cửa, cưới gả cho con cháu trong nhà. Hoàng Ốc 2024, tuổi Nhâm Dần phạm Hoàng Ốc, kỵ việc xây dựng nhà cửa. Xét về nam mạng, sao chiếu mệnh. Năm 2024, nam mạng Nhâm Dần có sao Mộc Đức chiếu mệnh. Trong bảng sao hạn năm 2024, sao Mộc Đức là phúc tinh mang tới nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Mệnh chủ có sao này chiếu mệnh thì gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Trong năm Giáp Thìn, nếu có mục tiêu rõ ràng, làm việc nghiêm túc, kỷ luật thì sẽ gặt hái được những thành quả nhất định. Điều quan trọng nhất là mệnh chủ làm ăn ngay thẳng, công việc phải mang lại ý nghĩa thì mới bền vững. Vận hạn, nam mạng tuổi Nhâm Dần năm 2024 gặp hạn Huỳnh Tuyền, hạn này chủ về sức khỏe, tinh thần dễ mất năng lượng. Đối với Nhâm Dần 1962, nam mạng tuổi 63 là độ tuổi để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, nhưng do mệnh chủ là người chăm chỉ, cần cù nên vẫn muốn duy trì công việc, tuy vậy mệnh chủ cũng nên chú ý tới sức khỏe, tinh thần của mình, không nên làm việc quá sức, tránh căng thẳng.
Luận giải tử vi tuổi Nhâm Dần 2 tháng đầu năm 2024, nam mạng trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Theo dõi tử vi năm Giáp Thìn, thầy tử vi tiết lộ chuẩn về vận số tuổi Nhâm Dần trong 2 tháng đầu năm 2024 này, công việc của Nhâm Dần nam mạng sẽ có nhiều chuyển biến mới. Mệnh chủ sẽ gặp gỡ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn. Việc có thêm một người bạn đồng hành tin cậy sẽ giúp công việc làm ăn của mệnh chủ có tiềm năng phát triển hơn. Là người quyết đoán, dám nghĩ dám làm, nhưng 2 tháng đầu năm 2024 này, nam Nhâm Dần nên thận trọng hơn, cân nhắc thật kỹ càng trước các quyết định đầu tư. Hùn vốn làm ăn chung, ở độ tuổi này, khi sự nghiệp đã ổn định, thì mệnh chủ cần bảo vệ thành quả của mình, ưu tiên chiến lược chậm nhưng chắc. 2. Về tài chính. Thầy tử vi mách nước rằng, nếu muốn vận tài chính trong 2 tháng đầu năm 2024 được hanh thông, thuận lợi, thì nam mạng tuổi Nhâm Dần cần phải nâng cao kỹ năng quản lý tài chính của mình. Sống giản dị, cắt giảm các chi phí không cần thiết và điều quan trọng nhất là tiết kiệm hàng tháng. Điều đó sẽ giúp mệnh chủ có được một khoản tiền tiết kiệm trong năm 2024 này. Người xưa có câu, cần kiệm là gốc để trị gia. Một người cần cù, chịu khó, sống tiết kiệm thì không bao giờ gặp cảnh đói khát. Nếu nam mạng tuổi Nhâm Dần 1962 hiểu được điều đó và áp dụng vào cuộc sống, làm gương cho con cháu, thì sẽ tạo được mỹ đức truyền thống trong gia đình. 3. Tình duyên, gia đạo. Trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn, gia đạo của nam Nhâm Dần không tránh khỏi lúc mâu thuẫn, nhưng nếu như mệnh chủ bình tĩnh hơn, lắng nghe cảm thông cho người khác, thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi, tốt đẹp, là bậc cao niên đáng kính trong nhà. Nhâm Dần nam mạng có kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Nếu có thể giáo dục, truyền đạt cho con cháu về tam quan đúng đắn, thì thế hệ sau sẽ càng hòa thuận, thịnh vượng. 4. Sức khỏe. Bước sang tuổi 63, sức khỏe là điều quan trọng nhất với nam tuổi Nhâm Dần. Bí quyết sống lâu, sống khỏe của mệnh chủ là ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục thường xuyên, giữ tinh thần lạc quan, vui khỏe. Bên cạnh đó, trong 2 tháng đầu năm 2024, quý bác tuổi Nhâm Dần nên tránh xa những chuyện thị phi để không ảnh hưởng tới tinh thần, tâm trạng. Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn trong cuộc sống, sống tích cực, tự tạo niềm vui cho cuộc đời để mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa, hạnh phúc. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh. Sao chiếu mệnh. Trong năm Giáp Thìn, nữ mạng Nhâm Dần có sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Trong bảng sao năm 2024, Thủy Diệu là phúc lộc tinh, chủ về công danh, sự nghiệp thăng tiến, tuy nhiên sao này cũng mang tới những thị phi dành cho nữ giới. Để giảm tác động xấu của sao chiếu mệnh, Nhâm Dần nữ trong năm nay nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, tránh những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp với người khác vì không có lợi cho bản thân. Trong các mối quan hệ, mệnh chủ nên dĩ hòa vi quý thì sẽ có được những người bạn lâu bền. Vận hạn. Tuổi Nhâm Dần nữ mạng trong năm 2024 gặp hạn toán tận, hạn này chủ về hao tổn tiền bạc, tài sản. Trong năm nay, trước các quyết định đầu tư liên quan tới tiền bạc, thì nữ tuổi Dần 1962 cần tính toán kỹ lưỡng, khi giao dịch mua bán cũng nên có hóa đơn đầy đủ để tránh nhầm lẫn, sai sót. Dưới đây là những luận giải chi tiết về lá số tử vi 2 tháng đầu năm 2024, nữ mạng tuổi Nhâm Dần trên các phương diện, công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe, mời tín chủ theo dõi. 1. Công việc, sự nghiệp. Trong 12 con giáp, tuổi Dần là những người có nhiều tham vọng trong công việc, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu. Khi còn trẻ, tuổi Nhâm Dần làm việc hết mình, để khi về già có một cuộc sống an nhàn hơn. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Dần, 2 tháng đầu năm 2024 là khoảng thời gian công việc đã đi vào quỹ đạo, không có nhiều thay đổi nữa. Ngoài công việc chính, mệnh chủ còn tích cực tham gia các hội nhóm, câu lạc bộ để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và tự tạo niềm vui giản dị cho mình. Nhìn chung, người tuổi này nếu vẫn đang tại chức, có thể yên tâm tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của mình. Mọi việc trong 2 tháng đầu năm không làm khó được tín chủ, gặp vấn đề nên giữ bình tĩnh thì chắc chắn sẽ tìm được cách xử lý phù hợp. Cũng có người đứng ra trợ giúp, công sức của bản mệnh cũng được ghi nhận xứng đáng. Nếu đã về hưu, người tuổi này không còn phải bon chen quá nhiều, điều này cũng giúp bớt đi rất nhiều phiền muộn trong cuộc sống. 2. Tài chính. Bước sang độ tuổi 63, mệnh chủ cần có những khoản tài chính tích lũy lâu dài cho mình, phòng những lúc ốm đau hoặc có việc cần chi tiêu thì sẽ chủ động hơn. Nếu duy trì lối sống lành mạnh, tiết kiệm thì năm 2024 tuổi Nhâm Dần nữ mạng sẽ có được một khoản dư giả, một người chăm chỉ, cần cù, sống giản dị thì không bao giờ gặp cảnh đói khổ. Nếu có khó khăn thì cũng chỉ là nhất thời,
sẽ sớm vượt qua được. Sống đơn giản, không cầu kỳ, không quá xa hoa, đây là lối sống đẹp mà nữ nhâm dần nên hướng tới. 3. Tình duyên, gia đạo. Trong 2 tháng đầu năm 2024 này, nữ mạng tuổi nhâm dần nên dành nhiều thời gian cho gia đình của mình, bữa tối quây quần bên nhau, giúp đỡ con cháu trong việc nhà cửa, lắng nghe tôn trọng mọi người, động viên khích lệ nhau là những việc nữ nhâm dần có thể làm để vun vén hạnh phúc gia đình. Ông bà ta có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, tuổi dần 1962 nữ mạng lúc nào cũng mong muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Vì thế việc giữ lửa trong gia đình rất quan trọng để các thành viên gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn. 4. Sức khỏe. Bước sang tuổi 63, nữ mạng tuổi nhâm dần nên duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục đều đặn, ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, luôn giữ tinh thần thoải mái, tích cực. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, nóng nảy, thù hận rất có hại cho sức khỏe. Trong 2 tháng đầu năm 2024 này, muốn cơ thể khỏe mạnh thì nhâm dần nữ mạng nên tránh những tình cảm tiêu cực đó, đồng thời tâm sự nhiều hơn với mọi người xung quanh để giải bày những suy nghĩ trong lòng mình. Và bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi nhâm dần trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên, chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Thầy tử vi nhận định, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng xấu từ thái tuế và âm sát chiếu mệnh, nhưng tuổi nhâm dần chưa bao giờ có tư tưởng lùi bước. Bạn nghĩ rằng, một tháng đen đủi không có nghĩa là cả năm đen đủi, mình sống có tâm ắt sẽ có tầm. Bên cạnh đó, nguyệt lệnh trường sinh cũng giảm bớt vận xui cho con giáp này. Bằng tinh thần chịu khó, kiên trì, bạn có thể vượt qua mọi rắc rối tháng 1 âm một cách suôn sẻ. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhắc nhở tuổi nhâm dần dù có gặp được cơ hội tốt thì khi gặp vấn đề cũng cần thận trọng. Không nên bất cẩn để tránh những sai sót trong phán đoán dẫn đến rắc rối. Bản mệnh có khả năng làm việc tốt và phát triển năng lực của bản thân, nhưng hay cũng có tâm lý dễ tự ái, dễ mâu thuẫn với cấp trên nên khi có chuyện xảy ra dễ dàng bị cô lập hoặc bị kẻ xấu gài bẫy và buộc tội. Đầu năm mới tuổi này đạt công việc lên trên cả tình cảm. Dù đôi lúc hơi khô khan và bận rộn, nhưng tín chủ vẫn làm tốt công việc của mình. Chỉ có điều nhiều người không hài lòng với thái độ của cô bác, tài vận ở mức trung bình, chú ý bảo quản tiền bạc, tránh đầu tư quá mức, thận trọng trong việc cho người khác vay mượn tiền bạc, của cải. Đầu năm mới ai hỏi đến chuyện mượn đồ hay vay tiền thì nên từ chối khéo, tuyệt đối không cả nể mà đồng ý với người ta. Cô bác nhâm dần vốn tính tình thật thà, hiền lành, ngoài lạnh trong nóng nên hay tin người, dễ bị người ta lợi dụng. Nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng với tín chủ. Thấy bản mệnh ăn nên làm ra thì ghen ăn tức ở. Chỉ cần sơ hở là tìm cớ hạ bệ nói xấu bạn. Đầu năm mới hãy cẩn thận tránh xa những kẻ dẻo miệng. Âm sát hung tinh cũng nhắc nhở con giáp nhâm dần này hạn chế đầu tư hay hồn vốn làm ăn trong tháng 1 âm. Đừng nghe người ta dụ dỗ ngon ngọt rồi dốc tiền vào. Nếu bạn đầu tư vào lĩnh vực mới thì chắc chắn giữa đường sẽ có chuyện không hay, mất trắng tay, thà giữ của cải trong tháng này còn hơn là đầu tư. Những chuyện như sắm sửa cho gia đình và bản thân là chuyện rất bình thường, không nên tính toán thiệt hơn, hãy thoải mái đầu óc lên quý cô bác nhé. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi dần âm lịch nhắc nhở dù ở độ tuổi nào nhâm dần cũng nên tắm nước nóng thường xuyên trước khi đi ngủ, để thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp cơ thể và tinh thần thoải mái, dễ đi vào giấc ngủ hơn, hạn chế được bệnh về da và cổ họng. Tại sao đầu năm mới, thay vì chè chén bia rượu bạn lại không thư giãn, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, hay uống một tách trà thảo dược để xoa dịu cơ thể và tâm hồn căng thẳng của bạn, tâm trạng vui vẻ thì cả năm sẽ hanh thông. Sắp tới xảy ra nhiều chuyện khó chịu, con giáp này sắp mất kiên nhẫn, hơn nữa, do tâm trạng thất thường quá cao, nên dễ gây ra các bệnh về thần kinh trong nửa cuối tháng, đặc biệt là những cô bác nhâm dần đã cao tuổi, cô bác nên chú ý hơn nhé. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Tử vi tháng 2 năm 2024, tuổi dần âm lịch cho thấy, nhờ được nhiều cát tinh cao chiếu nên vận trình tháng mới của người tuổi nhâm dần khá ổn định và nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung đây là một tháng bản mệnh đón phúc khí dồi dào và dễ đạt được những thành công như mong đợi. Xem tử vi tháng 2 năm 2024, tuổi nhâm dần âm lịch, nhờ được nhiều cát tinh cao chiếu nên vận trình tháng mới của cô bác nhâm dần khá ổn định và nhiều chuyện vui kéo về. Nhìn chung đây là một tháng bản mệnh đón phúc khí dồi dào và dễ đạt được những thành công như mong đợi. Tam hội cục, lại thêm sao Thái Dương trợ mệnh, công việc của bạn không có nhiều áp lực, nhiệm vụ hoàn thành đúng dự định, trạng thái tinh thần thong thả. Tháng này là tháng khai vận,
nên dường như sự nghiệp ổn định, giúp bạn có đà vững tiến và bắt đầu tính toán đến các kế hoạch lâu dài. Nhâm Dần nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng. Dù nhỏ nhưng không hẳn là không đáng quý nhé, nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại của các bác đấy. Mọi thứ đều cần được xây dựng từ căn bản trước thì mới bền vững về lâu dài. Công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng, nhiều khả năng Nhâm Dần có được các mối quan hệ tốt, nên thời gian này là cơ hội để bạn có thể tìm kiếm những vận may và có được đối tác tốt cho sự nghiệp của mình. Nếu có gặp trở ngại thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua nó. Tháng có thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh, giúp tình cảm như khai hoa kết trái, các cặp đôi dễ nên duyên, hòa hợp, với người độc thân thì vui vẻ, tinh thần phơi phới. Nên đây cũng là cơ hội tốt để bạn có thể cải thiện bản mệnh, kết nối tơ duyên của mình. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với Nhâm Dần trong tháng, nên tinh thần cũng rất thoải mái, góp phần cải thiện sức khỏe. Có điều đừng vì nó tốt mà bản mệnh lãng phí, hãy biết cách nghỉ ngơi cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe. Lưu ý, chế độ cân bằng dưỡng chất, quý cô bác nhé. Tổng kết lại, tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, không quá thuận lợi, nhưng cũng chưa tới mức độ bi quan. Xem xét tổng hòa trên nhiều yếu tố thấy rằng, trong hung có cát, trong cát tàng hung, miễn là đương số hành sự thận trọng, tính toán kế hoạch kỹ lưỡng, thì việc làm ăn vẫn có kết quả tốt, tiền bạc đủ tiêu xài, cuộc sống vẫn tiến triển hài hòa, không quá áp lực. Với người đã về hưu thì cuộc sống bình ổn hơn chút với lương hưu, còn nếu vẫn tại chức, công việc làm ăn gặp khó ban đầu sau mới thuận, tiền bạc cũng khó kiếm hơn nhưng không phải không làm ra. Có điều sức khỏe giảm sút, tinh thần bất ổn do suy nghĩ tiêu cực khá nhiều, thường xuyên nổi nóng, khiến khí huyết lưu thông kém, dễ có nguy cơ bị đau đầu, chóng mặt, thậm chí là đột quỵ. Bên cạnh đó, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp thủy tai, ở độ tuổi hiện tại, tín chủ nên suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn, giữ thái độ lạc quan để cuộc sống nhẹ nhàng và cả những người xung quanh cũng cảm thấy thoải mái. Khi gặp chuyện không như ý, đừng vội phản ứng một cách gay gắt, điều gì có thể cho qua thì hãy cho qua. Như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, gia đạo cũng hài hòa hơn, giảm bớt những mâu thuẫn căng thẳng. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024 giúp tín chủ Nhâm Dần xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Với tuổi Nhâm Dần nam mạng, muốn giảm trừ vận hạn trong năm Giáp Thìn, nam mạng tuổi Nhâm Dần 1962 nên làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tính, gieo duyên lành. Gặp hoàn cảnh khó khăn không oán than mà kiên cường vượt qua. Nếu có chuyện tốt lành thì cũng đừng vội hiếu thắng, tự cao tự đại, có như vậy thì mới chiến thắng được số phận. Theo kinh nghiệm dân gian, vào năm có sao tốt chiếu mệnh, người xưa thường thực hiện lễ nghênh đón cung sao để đón những điều may mắn, tốt đẹp. Tín chủ Nhâm Dần nam mạng có thể xem về cách nghênh đón cung sao Mộc Đức. Nghi thức này được thực hiện một lần vào đầu năm, tại chùa hoặc tại gia, khi tham dự gia chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, không cầu kỳ nhưng quan trọng là tấm lòng thành kính. Với tuổi Nhâm Dần nữ mạng, để giảm trừ tác động xấu của sao hạn trong năm 2024, nữ mạng tuổi Dần hãy sống tốt, tích đức hành thiện, tụng kinh niệm Phật để tạo ra nhiều phước báo. Những lúc hoạn nạn, chính những phước báo đã tích được từ trước sẽ giúp mệnh chủ bình an vô sự, vượt qua tất cả. Theo kinh nghiệm của người xưa, để giảm vận hạn, gia chủ có thể thành tâm thực hiện lễ cúng nghênh đón và giải hạn sao thủy diệu. Nghi lễ này được thực hiện tại chùa hoặc tại gia, duy nhất một lần vào đầu năm, khi tham dự tín chủ cần thành tâm, lễ vật không cần quá cầu kỳ. Vật phẩm phong thủy, để cầu sức khỏe, bình an, may mắn trong năm 2024, tuổi Nhâm Dần có thể đeo mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Tuổi Dần 1962, được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, đeo mặt Phật Hư Không Bồ Tát bên người để được Đức Phật dẫn đường chỉ lối, cầu cuộc sống hạnh phúc, xóa bỏ những muộn phiền. Nhâm Dần mệnh kim nên chọn mặt Phật Hư Không Bồ Tát đá mã não trắng tương hợp hoặc đá mắt hổ vàng nâu tương sinh. Nhâm Dần có thể đeo vòng tay trầm hương để cầu bình an, giảm trừ tai ương, đẩy lùi vận xui. Không chỉ vậy, vòng tay trầm hương còn có công dụng tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, cân bằng cảm xúc, xoa dịu thần kinh. Phong thủy may mắn cho tuổi Nhâm Dần năm Giáp Thìn 2024. Nhâm Dần có thể ứng dụng một số yếu tố phong thủy dưới đây để cầu may mắn trong năm Giáp Thìn 2024. 1. Chọn người hợp tuổi sông nhà, sông đất hay còn được gọi là đạp đất. Đây là tục cầu may trong năm mới của người Việt Nam đã có từ rất lâu đời. Người xưa tin rằng, người đầu tiên tới sông nhà nếu hợp tuổi gia chủ là người đức độ, hiền lành thì sẽ mang may mắn, bình an cho năm mới.
Trong 12 con giáp, tuổi Dần hợp với tuổi Ngọ, Tuất, theo tam hợp Dần, Ngọ, Tuất, hợp tuổi Hợi, theo nhị hợp Dần, Hợi. Ngoài ra, gia chủ Nhâm Dần mệnh Kim có thể chọn những người mệnh Thổ đến xông nhà. Cụ thể, Nhâm Dần hợp với các tuổi xông nhà sau trong năm 2024. Tân Sửu 1961, Bính Ngọ 1966, Đinh Mùi 1967, Nhâm Tuất 1982, Quý Hợi 1983, Tân Mùi 1991. Bất kể nam hay nữ đều có thể xông nhà đầu năm, miễn là người sống ngay thẳng, hiền lành, đức độ thì sẽ mang tới nhiều may mắn, phước lành. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Bản mệnh Nhâm Dần nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ sau giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu, sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Tuổi Nhâm Dần khi xuất hành đi lễ chùa thăm nhân thân, vui xuân đầu năm nên chọn những ngày đẹp, xét theo cả âm và dương lịch. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai trương ngày tốt, tháng hiền hòa, phúc lộc trăm năm mãi nở hoa, chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay. Khởi đầu thuận lợi được coi là kích hoạt vận may tài lộc, thu hút thành công may mắn cho cả năm. Ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng giêng là những ngày có nhiều cát tinh tốt cho bản mệnh Canh Tý, lựa chọn khai xuân vào những ngày này để cầu công danh, tài lộc cho năm mới. Nhâm Dần sinh năm 1962 nên chọn ngày lành tháng tốt trước khi tiến hành công việc. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn,
Trong năm Giáp Thìn, tuổi Nhâm Dần có thể đeo mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay Tỳ Hưu để cầu tài lộc, danh vọng, may mắn. Phật Di Lặc là biểu tượng của sự giàu sang, sung túc, hạnh phúc viên mãn. Mệnh chủ đeo mặt Phật Di Lặc bên người để cầu sự nghiệp thăng tiến, công danh như ý. Nhâm Dần mệnh kim hợp với mặt Phật Di Lặc đá mã não trắng tương hợp hoặc đá mắt hổ vàng nâu tương sinh. Bên cạnh đó, đối với Nhâm Dần 1962 làm kinh doanh buôn bán thì có thể đeo vòng tay Tỳ Hưu. Đây là linh vật phong thủy được sử dụng rất phổ biến để cầu vận may, sinh khí, làm ăn phát đạt cho gia chủ. 5. Màu sắc may mắn. Năm 2024, Nhâm Dần hợp màu nâu, nâu đất, vàng đậm, màu thuộc hành thổ. Tuổi Nhâm Dần mệnh kim hợp với màu thuộc hành kim và hành thổ. Riêng trong năm 2024, mệnh chủ hợp nhất với các màu thuộc hành thổ vì những màu này tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về buông bỏ để cuộc sống ý nghĩa hơn. Buông bỏ lại những chuyện đã qua là điều chúng ta nên làm và cần làm để chính mình được tái tạo những năng lượng mới. Chúng ta không có quyền năng thay đổi quá khứ, cũng chẳng thể dự đoán được trước tương lai, nhưng lại có cơ hội thay đổi cuộc sống hiện tại bằng cách xác định lại cái đích đáng mình thực sự mong muốn. Nếu bạn khát khao có một cuộc sống hạnh phúc, bình an, thảnh thơi hơn, thì bạn buộc phải bỏ những hành trang của quá khứ, những nỗi buồn, những trách cứ, những oán giận, những khó chịu. Chỉ như vậy, bạn mới có thể đi nhanh hơn, thong dong hơn trên hành trình phía trước. 1. Buông xả quá khứ để tìm về sự bình an trong tâm hồn. Quá khứ có thể khiến con người ta mỉm cười hạnh phúc với những kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu thương vô bờ. Nhưng nó cũng có thể giết chết một ai đó với những tháng ngày u ám đến trầm cảm. Để những người xung quanh hạnh phúc, bạn phải thực sự hạnh phúc. Bạn muốn hạnh phúc, nhất định phải làm mới mình mỗi ngày. Bằng cách buông xả những gì đã qua, không tự vấn, không phàn nàn, chỉ có sự cải thiện mỗi ngày để cảm nhận những điều mới mẻ từ cuộc sống và đón nhận chúng mà không bị chi phối bởi bất kỳ yếu tố nào. Chỉ có như vậy, bạn mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc, sự an toàn và sự bình an. 2. Buông bỏ sự mong cầu để biết mình còn yêu thương. Việc chúng ta hy sinh, dành sự quan tâm cho ai đó và mong muốn được đền đáp hay nhận lại một điều gì đó không phải chuyện xấu, nhưng chính sự mong cầu thường trực mà khi chúng ta cho đi mà không thể nhận lại hoặc bị phản bội, sự oán trách, hoài nghi, trách móc sẽ xuất hiện khiến chúng ta không thể kiềm chế được cảm xúc và dẫn tới những hành động bất thường. Vậy nên, khi chúng ta còn đủ yêu thương, hãy cứ yêu thương, trân trọng từng phút giây và đừng quá mong cầu. Người đến, người đi, người nào trân trọng được thì trân trọng, người nào cảm ơn được thì hãy cảm ơn, người nào tha thứ được thì hãy tha thứ, bởi có thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được gặp người đó. 3. Buông cái tôi để xây đắp hạnh phúc tự thân. Hạnh phúc phải được vun đắp từ hai phía, nhưng nếu một phía không hạnh phúc, phía kia nhất định cũng sẽ tự động rời xa. Nguyên nhân thực sự dẫn đến sự mất kết nối trong hôn nhân hiện nay chính là bởi cái tôi của mỗi người quá cao, đặc biệt là người phụ nữ. Ai quy định là phụ nữ thì sẽ được nuông chiều, nịnh nọt, dỗ dành, còn đàn ông luôn là người phải chấp nhận nhún nhường. Giới tính nào cũng là con người, mà con người thì đều có trái tim, có xúc cảm và mong muốn được yêu thương. Ai cũng từng là một đứa trẻ, vì sự mất đi của các thế hệ theo thời gian mà buộc con người phải mặc định bản thân phải trưởng thành để xây dựng cuộc sống mới. Vậy nên, để gia đình ấm êm, mỗi người hãy tự xây dựng hạnh phúc riêng cho chính mình bằng công việc, sở thích, để bản thân cảm thấy thực sự thoải mái, thực sự đang sống, chứ không phải là đang tồn tại như cái xác không hồn, từ đó có thể sẵn sàng mở lòng lắng nghe, nâng đỡ nhau trên chặng hành trình trưởng thành của mỗi người. Đừng để giọt nước uất ức trong người một ai đó tồn tại quá lâu mà bị tràn ly, khi đó bạn sẽ phải bước vào thời kỳ thực sự khó khăn. 4. Buông bỏ áp đặt, kiểm soát để được thanh thản. Có đôi người thường có xu hướng áp đặt người này phải làm cái này, người kia phải làm cái kia, để rồi khi họ không làm hay làm không tốt thì trách cứ không ngôi. Rồi sự kiểm soát quá mức sẽ khiến người mệt mỏi, kẻ sống trong nghi ngờ. Nếu đã thực sự tin tưởng và yêu thương nhau, hãy lắng nghe nhau nói. Nếu không đủ tin thì đừng thể ước nắm tay, để rồi hoài nghi nhau như thế. Hãy để tâm hồn mình được thanh thản, bạn ơi. Vâng, cảm ơn quý tín chủ đã theo dõi bài viết Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962, 2 tháng đầu năm 2024. Những thông tin trong bài nhằm giúp tín chủ tham khảo và có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận lợi như ý muốn, dù có may mắn, giỏi giang tới mấy thì cũng có lúc gặp phải trắc trở cản lối. Song chính những thử thách, thăng trầm đã khiến cuộc sống thêm ý nghĩa trọn vẹn. Nếu ta luôn bình tĩnh đón nhận tất cả, tích đức hành thiện, tu tâm dưỡng tính thì sẽ làm chủ cuộc đời mình,
Nhân dịp năm mới 2024, Minh Đường Tử Vi kính chúc quý cô bác vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.